Dạ, em xin kính chào cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Cuộc Sống Đà Lạt của em. Hôm nay rất hân hạnh lại được gặp cô chú anh chị và các bạn ở một video tiếp theo. Hiện tại thì em đang di chuyển trên con đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, con đường Nguyễn Hoàng trước 75 để về với khu vực Tùng Lâm thuộc phường 7 của thành phố Đà Lạt. Trong video ngày hôm nay thì em sẽ đưa cô bác anh chị và các bạn chúng ta sẽ đi đến một nơi có hoa đào nở rất là đẹp, đó là khu vực Mộng Đào Nguyên. Hôm nay là ngày 27 tháng 12 năm 2021, bây giờ là 14 giờ 15 phút buổi chiều quý vị. Ngoài trời thì đang âm u và buổi chiều hôm nay thì mới có một cái trận mưa rào lướt qua những cái hàng cây ở hai bên thì xanh ngắt một màu. Đây là con đường để chúng ta đi lên các cái khu du lịch nổi tiếng như là khu du lịch Thung Lũng Tình Yêu, Lang Biang vân vân. Nhân đây thì em cũng xin kính chúc quý vị và các bạn có một buổi chiều thật là nhiều niềm vui và ấm áp bên gia đình và người thân. Hiện tại thì em đang di chuyển về khu vực ngã tư số 6 quý vị. Và bên tay phải thì chúng ta sẽ đi về Thánh Mẫu và đi về các cái khu du lịch Thung Lũng Tình Yêu. Và đi thẳng thì chúng ta sẽ về với con đường Acoret về phía tay trái. Còn đi thẳng thì chúng ta sẽ về với núi Bà, núi Lang Biang quý vị. Ngay chỗ khu vực này á, thì chạy lên Mộng Đào Nguyên á quý vị, khoảng 15 đến 20 km. Tuy nhiên thì con đường nó hơi khó đi một chút quý vị. Trời mưa như thế này thì không biết như thế nào. Em đang đi ngang qua bên tay trái của em, đây là trường Đống Đa. Còn bên này đó là trường nội trú Minh Đức năm xưa và ngày nay đó là trường mầm non Minh Đức quý vị và các bạn. Và đi một đoạn nữa thì chúng ta sẽ thấy khu vực nhà thờ Tùng Lâm quý vị. Và đi thẳng nữa thì chúng ta sẽ vào con đường Đan Kia. Quý vị và các bạn thân mến, buổi chiều ngày hôm nay thì trời đổ cơn mưa. Hàng năm thì cứ vào dịp cuối năm, vào dịp Noel xong là ngoài trời bắt đầu là có những cơn mưa phùn. Và bên tay trái đây là nhà thờ Tùng Lâm này quý vị. Và có một cái con đường mòn đi vào giữa hàng cây, đó là con đường chúng ta đi vào phân viện sinh học. Trước đó là khu vực tu viện. Bắt đầu từ đoạn này thì con đường trở nên khó đi, gập ghềnh, có những bãi đá dăm, đá mục hai ở đây này. Và bên tay trái chúng ta vừa đi qua đó là con đường Acoret đi về suối Vàng quý vị, đi vào đồi cỏ hồng á. Mùa này thì đồi cỏ hồng cũng gần tàn rồi. Và em sẽ chạy tiếp con đường Đan Kia đi về sẽ đi về với huyện Lạc Dương quý vị. Chúng ta sẽ đi qua một cái cổng chào huyện Lạc Dương, sau đó thì sẽ đến địa phận huyện Lạc Dương. Có thể nói ngày nay huyện Lạc Dương rất là rộng luôn. Và con đường mưa ướt át rồi, bên kia thì chúng ta thấy là có sương mù. Bây giờ thì họ mở con đường này ra khá là rộng luôn á, thành ra là xe ô tô đi thoải mái luôn quý vị. Và phía trước đó là khu vực núi Bà. Chúng ta thấy có một màn sương đang phủ trắng ở phía trước ngọn núi đó rồi. Năm xưa thì trên đó em nhớ có một cái radar của quân đội. Ngày nay thì không biết như thế nào, họ mở một cái khu du lịch Lang Biang ở trên quý vị, bán đặc sản cũng như là chúng ta uống rượu cần. Khi mà đi vào khu du lịch Lang Biang thì sẽ có những chiếc xe ô quát chở chúng ta đi lên. Và nếu như mà đi vào thời tiết đẹp vào mùa xuân thì rất là tuyệt vời luôn. Quý vị và các bạn thấy hai bên đường họ làm nhà rất là nhiều ha, những căn nhà biệt thự khang trang được mọc lên ngày càng nhiều. Trong vài năm trở lại đây á, có thể nói là khu vực Lạc Dương phát triển lắm luôn á. Và đây họ chưa làm xong cái đoạn này nè quý vị này. Có những cái chỗ nó thụt vô, nó thụt ra, cũng như là đá chẻ họ đổ ra đường rất là nhiều. Và không biết quý vị và các bạn đi Lạc Dương bao giờ chưa? Nếu mà đi Lạc Dương thì chúng ta sẽ phải đi con đường này. Và đi Mộng Đào Nguyên thì chúng ta cũng sẽ đi con đường này. Năm nay có thể nói là hoa đào nở sớm quý vị, và cũng báo hiệu một mùa xuân sắp về tới nơi rồi. Huyện Lạc Dương là một huyện miền núi nằm ở phía đông bắc của tỉnh Lâm Đồng quý vị. Và diện tích ở đây tự nhiên là khoảng 1.316,3 km². Huyện Lạc Dương được xem là nóc nhà của tỉnh Lâm Đồng và cũng như là tỉnh Tây Nguyên, với độ cao trung bình là 1.700 m.
Ngày nay á, huyện Lạc Dương thì người ta cho rằng là có tiềm năng về phát triển du lịch ở khu vực núi Lang Biang An và quanh khu vực hồ Đan Kia Suối Vàng. Và huyện Lạc Dương á, thì nằm ở trên cao Nguyên Lâm Viên, quý vị, tại hai ngã ba ranh giới giữa Lâm Đồng với Đắk Lắk, là nơi đầu nguồn của dòng sông Đa Nhiêm chảy theo hướng nam sang thành phố Đà Lạt và huyện Lạc Dương. Và trên địa bàn huyện có các ngọn núi cao trên 2.000 m như là núi Bà Bi Đốp, và núi Bà Bi Đốp là 2.287 m. Ngoài ra thì còn có núi Chư Yên Du cao khoảng 2.075 m. Và nếu như mà chúng ta đi khu vực núi Bà Bi Đốp thì chúng ta sẽ đi con đường DT723, ngày nay đó là quốc lộ 27C, để đi về huyện Đa Sa Đa Cháy. Và em cũng có chia sẻ đến cô bác anh chị và các bạn ở clip trước về đoạn đường Đa Sa Đa Cháy, đi ngang qua một cái cổng chào cũng khá là lớn, nơi mà chúng ta đi vào tham quan khu vực núi Bà Bi Đốp đó quý vị. Có thể nói là khi mà đến với Lang Biang thì chúng ta có thể là tham quan triển lãm các cái văn hóa nghệ thuật lễ hội, ngoài ra thì còn được uống rượu cần của người đồng bào Cờ Ho. Và ngay vị trí này thì em thấy là con đường nó cũng gồ ghề, rất là khó đi luôn này. Để đi vào Bộc Đào Nguyên á, săn những bức ảnh đẹp á, thì chúng ta sẽ trải qua những con đường gập ghềnh khó đi, có nhiều đoạn thì nó rất là dốc luôn á quý vị. Và không biết quý vị và các bạn đã nghe tên Mộc Đào Nguyên bao giờ chưa? Đó chính là khu rừng hoa mai anh đào đẹp nhất ở Đà Lạt luôn á quý vị. Vì vậy thì tuy là cung đường cực khó nhưng mà ngày hôm nay thì em cũng tìm vào khu vực này để chia sẻ đến quý vị và các bạn những hình ảnh hoa đào nở đẹp nhất. Và năm nay thì có lẽ là hoa đào nở sớm hơn mọi năm quý vị. Em thấy một số cây hoa đào ở ngoài trung tâm thành phố thì đã nở hoa trực hồng rồi quý vị. Hoa mai anh đào thì nhiều á, nhưng mà cũng có một số cây nở hoa nguyên cây luôn quý vị. Và từ trung tâm thành phố, quý vị và các bạn di chuyển theo hướng Lạc Dương, sau đó đến vòng xoay Lang Biang, rẽ trái đến đường 19 tháng 5. Từ đây thì quý vị sẽ di chuyển tiếp theo con đường mòn khoảng 5 km. Khi thấy đường Ca Long Ngơ A thì rẽ phải và tiếp tục chạy thẳng theo con đường mòn lên núi. Và đến đoạn đường này á, thì nó cũng khá dốc và có nhiều hòn đá to ở bên đường. Và nếu như quý vị và các bạn đi bằng xe số sàn hoặc là đi xe máy thì sẽ rất là dễ dàng chúng ta vượt qua. Và chạy thêm chừng 3 km nữa thì chúng ta sẽ thấy khu vực Mộng Đào Nguyên quý vị. Và hiện tại bây giờ thì em vừa mới đi ngang qua cổng chào của huyện Lạc Dương. Và bây giờ ngoài trời thì đang mưa mưa bay quý vị. Và đây là một cái khu vực người ta làm những cái chữ để mà chúng ta biết là chúng ta đang vào địa phận của huyện Lạc Dương. Và mưa như thế này thì phố xá nó cũng buồn. Và từ ngay chỗ này trở đi khoảng mấy trăm mét á, thì em thấy là nhà cửa phát triển, phố xá cũng như là cửa hàng buôn bán rất là nhộn nhịp, nhà cao tầng, nhà biệt thự này mọc lên rất là nhiều luôn á. Và bên này thì có điện máy xanh nữa nè quý vị và các bạn. Khi mà đến một cái vòng xoay lớn ở phía trước này thì em sẽ rẽ về bên phía tay trái, còn đi thẳng thì sẽ về với núi Lang Biang quý vị ha. Em sẽ rẽ vào bên tay trái để đi vào. Và con đường này cũng đẹp lắm, khi mà đi ngang qua đây á, thì mình thấy cái cảnh bà con mình buôn bán đầy đủ các cái mặt hàng. Và quán cà phê thì cũng nhiều á, có một số cái địa điểm mà check in ngay chỗ ngay cái vị trí này quý vị nè. Đó, đứng ở đây thì nhìn sang bên kia thấy núi Bà Lang Biang. Và con đường ở đây mở rộng mà khá là to luôn á, nhưng mà người ta vẫn chưa có chia len đường ra.
Dạ, thời tiết mấy bữa nay thì trời cứ hay mưa phùn vào mỗi buổi chiều á quý vị. Không biết là năm nay như thế nào, có lẽ là năm nay mưa sớm. Và quý vị và các bạn thấy ở bên kia đó là núi Bà, núi Lang Biang đang mưa bay bay ở bên đó. Có một đám mây đang che phủ ngọn núi, xa xa thì mờ, không có thấy rõ. Nên khu này ngày nay thì họ phát triển, trước đó thì làm vườn nhiều lắm. Người đồng bào dân tộc Cờ Ho mình sinh sống ở đây là chủ yếu. Ngày nay thì người Kinh vào đây để mà mua đất, xây nhà, xây biệt thự cũng rất là nhiều, làm ăn sinh sống nữa. Nhà mọi hoạt động buôn bán đều tập trung ra ngoài phố hết quý vị, còn trong này thì đa số là người dân vẫn còn làm vườn. Dạ, phía dưới này là một cái thung lũng này, em đang thấy là sương mù mưa trắng xóa tít từ bên kia rồi. Và dọc bên đường á, thì để ý là có những cái cây hoa mai anh đào lác đác ra bông. Dạ, em sợ là khi mà đợi đến Tết á, thì hoa đào sẽ tàn mất á, bởi vì năm nay hoa đào ra có thể nói là ra sớm hơn mọi năm rất là nhiều luôn á. Năm ngoái thì em cũng có vào đây chia sẻ đến cô bác anh chị khu vực Mộng Đào Nguyên này, nhưng mà năm ngoái thì đi trễ hơn quý vị. Năm ngoái thì gần đến Tết thì em mới đi, ngày 23, 24 Tết thì em mới đi. Năm nay thì đi sớm tại vì sợ hoa đào nở. Và bên trái của em đây là trung tâm y tế huyện Lạc Dương nè. Đó, ở đây thì người ta mới xây mới lại hoàn toàn. Còn trước đó thì nằm ở bên trong một chút xíu nữa, bên tay phải. Nhà mưa đang bay hắt vào mặt luôn á. Và lượng mưa phùn. Mưa như thế này thì đi leo núi nó cũng cực á quý vị. Bởi vì chúng ta phải đi lên một cái con dốc toàn là đất với đá thôi. Dạ, ở đây thì giống như là cảnh đồng bằng ngoài quê quý vị. Đó, người ta làm vườn đây nhiều lắm. Ở vị trí này thì nó hơi khó đi một chút xíu, thành ra là em đi chậm chậm một chút xíu quý vị ha. Cũng như là để cô bác anh chị và các bạn ngắm cảnh chiều mưa ở trên con đường chúng ta đi vào Mộng Đào Nguyên. Bà con mình bây giờ thì đi làm tấp nập ở ngoài đường, người thì đi vào vườn, còn người thì đi vào các cái công ty cũng như là các cơ sở để mà đi làm công nhân á quý vị. Dạ, ở đây thì đường tương đối là xấu luôn á. Xe ô tô đi thì chúng ta thường thấy là xe ô tô bán tải thì nhiều, còn như là xe gầm thấp á, thì đi vào con đường này á, sẽ rất là khó khăn luôn. Dạ, đi một đoạn là gặp ổ gà, ổ voi. À, nhiều chỗ á, quý vị rất là khó đi á, xe đi nhiều khi á, là bị trơn trượt. Dạ, em phải đi né qua bên phía bên này một chút á, sợ là những chiếc xe to thì sẽ bắn nước lên người. Dạ, chiều ngày hôm qua thì cũng có một trận mưa, nhưng mà mưa không có to như là chiều ngày hôm nay quý vị. Bây giờ thì bà con đều mặc áo mưa. Và bên phía bên tay trái thì có một số khu vườn, khu đất người ta trồng bông giống cây công nghệ cao á quý vị. Và phía trước thì mưa trắng xóa mờ mịt luôn, không thấy đường luôn. Ở đây thì họ đang chuẩn bị đổ nhựa làm con đường này lại. Và những ngọn núi ở bên kia thì em thấy là trắng xóa một màu rồi, màu trắng, bởi vì bên đó thì đang mưa. Bây giờ thì em sẽ đi lên một đoạn nữa thôi.
thôi thì chúng ta sẽ đến một cái con đường đất. Có thể nói cái con đường đất này nó trời mưa thì nó rất là trơn quý vị. Mà hồi sáng đến giờ thì em cũng có để ý là cũng có nhiều người, cũng có nhiều cặp lên đây rồi. Dạ, đất đai ở khu vực này khi mà chưa làm đường á, thì còn có giá rẻ quý vị. Khi mà họ đã mở đường ra rồi á, thì giá cao ngất ngưỡng luôn. Một số căn nhà thì nó nằm ở bên phía dưới. Bà con mình sinh sống bằng nghề làm vườn, có một cái vườn rau ở phía trước nhà luôn. Ngày nay thì ai ai cũng đều chỗ mặt tiền ra để mà buôn bán. Và mật độ xây dựng ở khu vực Lạc Dương ngày nay có thể nói là chóng mặt luôn. Và như quý vị và các bạn để ý là bên tay trái thì đang có một cái căn nhà đang xây đó. Và bây giờ thì em sẽ rẽ vào con đường này nhé quý vị nha. Con đường này có tên là Ca Long Ngơ A quý vị. Sau đó thì em sẽ chạy thẳng vài chục mét nữa rồi sẽ đến Mộng Đào Nguyên. Và phía trước màn hình quý vị và các bạn thấy ngọn núi, bên kia thì có làn mây trắng đang lơ lửng phủ ở trên. Đó chính là khu vực núi Mộng Đào Nguyên đó quý vị. Lát nữa thì chúng ta sẽ đi qua ngọn núi bên đó. Bây giờ thì chúng ta sẽ trải qua cung đường ngoằn ngoèo. Có những chiếc xe ò oát của bà con chở du khách đi lên núi tham quan này quý vị nè. Khi mà quý vị và các bạn đi xe hơi tới đây thì sẽ có chỗ để xe hơi. Sau đó thì họ sẽ chở mình lên đỉnh núi để mà ngắm hoa đào. Và giá cả như vậy thì khoảng vài trăm ngàn một chuyến như vậy đó quý vị. Bây giờ thì em sẽ đi lên con đường hết sức là khó khăn.
Bây giờ thì em chỉ mới đi được một đoạn thôi quý vị, bởi vì con đường ở vị trí này nó trơn, rất là trơn trượt do trời mưa chiều ngày hôm nay á, thành ra là đi xe máy lên không có được. Nếu như mà đi một mình á, thì có thể là phi lên đây được. Và bên kia thì chúng ta thấy là ngọn núi đang có một cái đám mây bao phủ khá là đẹp. Và em đã thấy có một cây đào màu hồng. Đó, quý vị và các bạn thấy con đường nó dễ sợ không? Người ta đổ những hòn đá vào đây để cho khỏi trơn á quý vị. Nếu mà không có những viên đá như thế này thì có lẽ là xe máy lên không có được luôn. Năm ngoái thì em nhớ là đi lên cái con đường này á, một lớp bụi dày khoảng một gang tay á quý vị. Khi đó thì không có mưa. Thì năm nay thì không có bụi nhưng mà cũng rất là trơn, con đường nó khó đi á. Đi tới đây thì em cũng phải đi bộ nữa quý vị, bởi vì xe máy không có lên được cái đoạn này. Hai bên thì có những cái cây dương sỉ xanh lè mà mọc rậm rạp ở đây. Wow, từ xa em đã thấy ngọn núi rất là tuyệt vời rồi quý vị ơi. Ở trên thì có một đám mây đang che phủ ở trên đỉnh núi. Bây giờ thì em sẽ đi men theo con đường mòn này để chạy tới ngọn núi đó, đi men theo cái con đường ở chân ngọn núi đó thì sẽ đến một đào nguyên. Và cảm giác mà khi qua đây thì giống như là đi vào một cái ngôi làng rất là bình yên vào một buổi chiều vậy đó. Xung quanh thì có những ngôi nhà nhỏ nằm ở phía dưới thảo nguyên xanh, trông thật là bình yên và nhẹ nhàng. Và càng đi thì chúng ta càng thấy những cái cây hoa đào ở đằng phía trước kia nó đang nở, nó càng lúc đó thì nó càng nở một cái màu rực hồng hơn. Ở đây thì em thấy có một số bạn đi từ một đào nguyên ra nè, chắc chắn là sẽ có những bức ảnh đẹp rồi. Và có nhiều người họ đi sớm quý vị, thành ra là tới khoảng 3-4 giờ chiều thì họ bắt đầu về. Và cảnh mấy cái cây thông ở trên thì có những đám mây mờ mờ giăng lối, trông thật là đẹp quý vị ha. Và mình sẽ đi qua cái con đường mòn này, rồi sau đó thì sẽ tới một con đường quanh co chạy qua những hàng thông xanh, băng ngang qua một số căn nhà gỗ nằm thấp thoáng ở trên một ngọn đồi. Và ở dưới này thì cũng đẹp quý vị này. Ở dưới này thì chúng ta thấy nguyên khu vực suối vàng, khu vực đan kia. Và nếu mà để ý kỹ thì có thể là quan sát thấy được khu vực cây thông cô đơn. Và con đường tuy là nó khó đi nhưng mà nó cũng đẹp. Và nãy giờ đi qua một số chỗ thì nó cũng xì xì. Nó cũng có cái độ trơn á quý vị. Và bên mé bên tay phải của em thì bên mé đồi này thì chúng ta đã thấy là có những cây mai anh đào lốm chốm ở một số vị trí rồi. Và không biết quý vị và các bạn có để ý không, bên phía tay phải của em nè, đó có một số cây mai anh đào nở hoa rực hồng. Và những cây mai anh đào này thì nó nở là nó nở nguyên cây luôn quý vị. Và thực sự ra thì những cây này là những cây mai rừng quý vị, những cây hoa mai. Và ngày nay thì họ đem giống về rồi ghép rất là nhiều các loại giống với nhau, thường là ghép với hoa đào Nhật Bản, với hoa đào của Đà Lạt quý vị. Và rất là nhiều luôn á. Ngoài ra thì còn có một số giống đào Nhật Tân, rồi đào Hà Nội á, hay gọi là đào Hà Nội á quý vị, cũng được đem vào Đà Lạt bán vào mỗi dịp cuối năm. Em sẽ tiếp tục di chuyển con đường ngoằn ngoèo này để đến với khu vực Mộng Đào Nguyên.
và cái cảnh ở dưới thung lũng thì hết sức là bình yên. Đâu đó thì có những cơn mưa rào ở túc xa xa đằng kia rồi. Và quanh đây thì một số cái rẫy của bà con mình đang thu hoạch cà phê cuối năm. Và quý vị và các bạn để ý là ở trên tay phải của em thì em đã thấy là có những cây mai anh đào nở hoa rồi nè. Đó, có một số cây thì nó hồng, nó nở nguyên cả một cái cây luôn. Và họ làm những cái ngôi nhà nhỏ nhỏ như thế này, làm những cái chòi để mà để đồ nghề, cũng như là để mà nghỉ trưa đó, khi mà trưa không có về nhà. Và bắt đầu chúng ta thấy là những cây mai anh đào bắt đầu rộ hoa rồi. Thank you.
Thank you.